Hình ảnh người phụ nữ ngoài 60 tuổi, tay liềm tay chổi tự nguyện làm đẹp đường quê ở thôn Hoan Ái, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ suốt 20 năm qua, bị không ít người cho rằng bà làm chuyện bao đồng. Nhưng chính những việc làm nhỏ của bà đã dần tạo nên sự thay đổi trong thôn xóm về ý thức giữ gìn môi trường sống ở đây. Phóng sự do Đài Truyền thanh huyện Yên Mỹ thực hiện. 20 năm nay, người dân thôn Hoan Ái, xã Tân Việt đã quen với hình ảnh mỗi buổi sáng sớm, bà Đặng Thị Hoài, một người dân trong thôn tình nguyện quét dọn nhà văn hóa, cổng đình, chùa làng, sân bóng, nhà mẫu giáo thôn. Với chiều dài khoảng gần 2 km, để nượm lá rụng, bọc ni lông người dân thải ra ven đường. Không có sẵn dụng cụ, bà Hoài tự bỏ tiền túi ra mua vật liệu, làm chổi, sắm liềm, chế xe kéo để đi nhặt rác. Hồi đầu, nhiều người thấy lạ, cho rằng bà làm việc không giống ai nhưng dần thành quen. Mỗi khi thấy bà đẩy xe đi qua, một số bà con đã tự nguyện quét mảnh sân trước nhà, tiếp một tay thu gom rác tình nguyện. Việc làm của bà Hoài và một số cá nhân khác thì nó tác động đến nhân dân nói chung và đảm bảo cho cảnh quan của toàn thôn xanh sạch đẹp. Sáng nào bạn dạy bà quét dọn cho nó sạch sẽ đường làng ngõ xóm. Cô ấy rất là chịu khó mà cái việc làm của cô là rất có ý nghĩa. Cỏ rả đường xóm rồi thậm chí là ao đình có cái rác rưởi là cô ấy rất là có cái tinh thần trách nhiệm. Ngoài ra, một việc làm mà bà Hoài đã gắn bó trong suốt 6 năm qua còn là quyên góp quần áo cũ. Biết ai gọi là bà tới liền, mang đồ về giặt sạch, phơi khô, xếp gọn gàng. Chờ khi có những chuyến xe thiện nguyện là bà gửi tặng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ mong mọi người là cố gắng chung tay với mình để cho mọi người ai cũng có những cái cuộc sống cho nó tốt này. Việc làm của bà Hoài được những người thân trong gia đình ủng hộ. Riêng với bà, lấy việc giúp đỡ những người xung quanh làm niềm vui lúc tuổi già. Cái việc của mình làm là nó thiết thực với lại cộng đồng, mà ai cũng bảo là nếu không có bà thì là con đường đều bẩn, nên là bà cố gắng, còn khỏe ngày nào thì cứ hôm nào nó bẩn thì ta lại tiếp tục đi làm.